Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bà con đi rừng về được một số về dạ hạt. Thì trong đó thì dạ hạt nó thuộc ba cái khu vực rừng chính. Đó là thứ nhất là khu vực rừng Gia Ly của tỉnh Kon Tum, thứ hai là khu vực rừng Đắk Lây tỉnh Kon Tum, và thứ ba là khu vực rừng Chư Mò Ray tỉnh Kon Tum nhé mọi người. Và đa số là hàng của khu vực Gia Ly. Thì em đã chia ra thành các dề rồi sẽ quay lần lượt cụ thể báo giá cho mọi người luôn nhé. Thì hôm nay thì em có các loại rời nè, loại nguyên bản nè, và có là loại combo kiếm để cho các bác các anh chị chúng ta mua nhé. Thì giá nó cũng khá là mềm thôi, thì dao động từ 250 nè tới 300, 350, 400, 500, 600, 800. Rồi có bên đây nguyên bản những cái combo thì 500-600 đó, những cái dây nguyên bản thì 300-400 rồi. Đó, nói chung về giới thiệu sơ qua thì về dạ hạt Kon Tum thì cũng đã chắc cũng quá nổi tiếng rồi. Thì nó là cái loại lan cực kỳ dễ trồng, dễ chăm sóc luôn nha mọi người, và đặc biệt rất là dễ nhân giống luôn. Đối với cái hàng rừng này thì mỗi một dề nó sẽ cho ra một cái mặt hoa khác nhau, và mặt hoa là sổ số nha mọi người. Thì mặt hoa ra sao thì về chúng ta chăm và chờ tới mùa hoa của nó. Thì thường mùa hoa nó rơi vào tầm cỡ tháng 3, tháng 4 trở đi á. Có một số dê thì nó nở sớm hơn, nói chung là cái tầm tháng 3 tháng 4 thì là nở nhiều. Rồi thì em sẽ quay lần lượt từng dê như báo giá cho mọi người luôn nhé. Đầu tiên là em quay cái loại là 250 nha mọi người. Thì đây, đầu tiên là dê số 1 Chư Mò Ray đây. Thì cái độ dài của dê này rơi vào tầm cỡ 18 cm, mặt trước mặt sau này. Rồi dê số 1 có giá 250. Tiếp theo là sang dề số 2. Dề số 2 này thì cái độ dài nó tầm cỡ cũng 19-20 cm, thân khá đốt khá là ngắn nè. Cây này thì một vài lá thì nó hơi xuống lá tí rồi, nhưng mà chủ yếu là cái phần cái giống đây nè, cái giống thân nụ đốt ngắn đây với thân tím rất là nhiều. Đó, nhìn tím rất là đã nha mọi người. Rồi dề số 2 Gia Ly có giá là 250. Tiếp theo là em sang dề số 3. Số 3 đây là một dề Chư Mò Ray nhé mọi người. Thì độ dài nó cũng tầm cỡ 18 cm. Đó, lá khá là mảnh trước mặt sau đây. Rồi dề số 3 này giá 250 thôi nhé mọi người. Tiếp theo là sang dề số 4. Đây là một dề Gia Ly nhé. Độ dài tầm cỡ 16 cm, thân đỏ nè. Đó, nguyên một cái dê nữa, và cái thân này nó mọc kiểu hình vuông góc nhìn khá là hay, lá nhựa nữa. Đó, đốt ngắn cũng nu nu nữa. Rồi dê số 4 này giá 250 nha mọi người. Tiếp theo là em sang tới cái loại giá cao hơn tí là giá 300.000 nha mọi người. Thì đầu tiên là em xin giới thiệu mọi người là cái dê số 5. Dê số 5 đây là một dê Gia Ly nha. Độ dài thì tầm cỡ 21-22 cm, cũng đốt khá là ngắn này. Lá này thân tím rồi, rất là cứng cáp khỏe mạnh nha mọi người. Rồi về số 5 này có giá là 300.000 Gia Ly. Tiếp theo là em sang về số 6. Đây là một về thân nu đốt ngắn nè, đặc biệt là những cái thân da nó rất là đỏ luôn đó. Cái hàng này thì các bác anh chị khá là thích mua. Rồi thân nu mập nè, thân đây về chăm thì chắc còn nu nữa mọi người. Môi trường rừng mà nó đã nu vậy rồi. Thì độ dài nó cũng tầm cỡ 18-19 cm đối cho cái mầm tơ này nhé mọi người. Rồi sọc trắng nè. Giờ đây thắt ngọn rồi, vì vịt về chờ chăm chờ hoa thôi. Rồi về số 6 có giá là 300.000 Gia Ly. Tiếp theo sang về số 7. 7 đây là một cái dê độ dài tầm cỡ 24-25 cm. Đó, lá thì nó bắt đầu có dấu hiệu xuống lá rồi mọi người. Thắt ngọn nè, thắt ngọn và bắt đầu dấu hiệu xuống lá nhé. Xuống lá tức là cái khoảng thời gian mà cây nó sẽ rụng lá đi và nó chờ ra hoa nhé. Cái giai đoạn này thì cây về khá là khỏe luôn. Thân già năm ngoái của nó 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái thân già, cái già đây rất là khỏe luôn, cứng ngắc nè mọi người, thân lá cứng ngắc nè, cứng như là tre vậy. Rồi về số 7 này có giá 300.000 thôi nhé mọi người. Tiếp theo là em sang về số 8. Dề số 8 đây là một dề Gia Ly luôn. Độ dài thì tầm cỡ 22 cm. Gần gốc thì thân nó tím rất là nhiều. Đó. Lá mướt đều đẹp,
xanh tươi nha mọi người, dê nguyên dê này đây. Rồi dê số 8 giá 300.000 nha. Tiếp theo là em sang dê số 9. Dê số 9 đây là một cái dê độ dài tầm cỡ 23-24 cm. Dê đây đã thất ngọn rồi và lá ngọn thì đã xuống rồi, vẫn còn một vài lá xếp ở dưới. Cái giống này là cái lá xếp nè mọi người, nhìn thấy không, lá cứng xếp đều rất đẹp. Nếu mà chưa xuống lá thì chắc chắn là nhìn những cái nhìn thêm một vài cái lá ở đây thì nó mọc đều xếp nhau thì chắc chắn rất là đẹp luôn mọi người. Đó, một cái dê đây về mọi người làm giống rất là tốt nha. Đó, vẫn còn cái mảng rong rêu rừng bóc ra từ cái vỏ cây nè. Dê số 9 này giá 350.000 nha mọi người, là da ly thân nu đốt ngắn lá xếp. Rồi tiếp theo em sang dê số 10, đây là một dê chư mon rai nha mọi người. Độ dài thì nó cũng tầm cỡ 30 cm. Đó. Lá thân mạnh, lá tre nè. Đó. Cái đặc điểm thường hay thấy của dòng chư mon rai, lá cũng xếp khá là đều đẹp. Đó. Nguyên mảng đây, bóc từ vỏ cây đây. Rồi giờ này xanh tươi đẹp, hàng chư mon rai. Các bác chưa có chư mon rai có thể săn chư mon rai nha. Chư mon rai thường hay cho ra những mặt hoa rất đẹp, và đặc biệt là hoa to lắm, thân mạnh mảnh mà hoa to, sai hoa nữa. Tiếp theo là về số 11, là về một dê da ly nha mọi người. Độ dài tầm cỡ 24 cm. Đó, dê này lá cũng xếp đều nè. Lá dày xếp đều, dê này thì không có gì để chê cả. Rồi, 11 da ly giá 350.000. Tiếp theo là em sang cái loại 400.000 nha. Đầu tiên là về số 13 này. Độ dài của này dê này thì nó rơi vào tầm cỡ gần 50 cm mọi người. Đó, và cái dê này khá đặc biệt, mọi người nhìn cái thân nó nè, thân nó tím từ đầu tới cuối luôn. Đó, thân tím rất là nhiều. Đó, những cái dòng thân tím này thì một số bác chơi rất là thích nha. Đó, sọc trắng nè, trên thì sọc trắng mạnh, dưới thì thân tím. Rồi về số 13 này, thân tím này có giá là 400.000 để cho các bác về săn những cái mặt hoa hồng, hoa bệt rồi nha. Dê số 14 cũng vậy, đây là một cái dê cực kỳ tím luôn. Lá nhựa nè, độ dài tầm cỡ 24 cm. Sọc trắng rất là mạnh, lá nhựa mà lá tím. Mọi người có thể nhìn thấy cái lá con gốc của nó tím rịm nè. Thì chứng tỏ lúc nhỏ, lúc nó còn nhỏ là nó là một cái dê tím nguyên cây luôn mọi người. Đó, nhìn vào là thấy thích rồi. Rồi các bác anh chị nào thích những cái dê đặc biệt có thể mua những cái dê dạng như 13, 14 này nha. Rồi 400 gia ly. Tiếp theo là sang dê số 15. Độ dài tầm cỡ 39-40 cm nha mọi người. Đây cũng là một cái dê lá xếp đều nè. Thân nù, mập, mập thù lù ha. Cái gần cái ngọn thì những cái sọc trắng nó rất là rõ mọi người. Đó, rất là tươi luôn nha. Nguyên cái mảng đây, về bóc rừng nữa đây. Rồi 15 này có giá là 500. Đó, về nù mập, sọc trắng rất là đẹp đây. Thân già đỏ nữa. Rồi. Tiếp theo là em sang về số 16, đây là một về đất lây nha mọi người. Về này rất là dài luôn. Độ dài chắc tầm cỡ 60 cm và giá chỉ có 600.000 thôi. Cái mấy cái lá ngọn ngọn bà con người ta đi vận chuyển từ trên rừng về mà nó chỉ có xây xước cũng có một tí đây thôi nha mọi người. Đó. Bà quản đây là rất là tốt rồi. Mặt sau đây. Đó, lá to đẹp. Rồi anh nhanh mua được dê này nha, 16 giá 600.000. Bộ gốc của nó đây. Thân già có 1, 2, 3, 4 thân già. Rất là đẹp, thân cứng cáp khỏe mạnh nha mọi người. Thân tím nè, tím khá là nhiều. Rồi, tiếp theo là em sang dê số 17. Dê số 17 là một dê da ly nha mọi người. Dê này thân đỏ nè mọi người, để ý nè. Thân rất nhiều thân luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái thân già. Thân đỏ chết nè, đây là một dê lá nhựa nè. Lá nhựa và lá xếp rất là đều đẹp. Đó, em quay kỹ cho mọi người xem nha. Đó, gần ngọn là sọc trắng chạy rất là mạnh này. Lá nhựa thắt ngọn rồi. Đó, phía sau nè.
Nó cứng lắm mọi người, nó cứng như tre vậy. Về này thì cực kỳ khỏe nha mọi người. Về chăm thì thôi khỏi nói luôn, tới mùa hoa thì cực kỳ sai rồi. Rồi về này gia ly này có giá là 800 ngàn nha mọi người. Độ dài thân tơ thì nó rơi vào tầm hơn 50 cm. Lá xếp đều từ đầu tới cuối, lá nhựa cứng cáp lắm. Các bác anh chị chưa có dòng lá nhựa thân cứng lá xếp này có thể mua về đây nha. Rồi 17 gia ly, giá 800 ngàn thôi, rất đẹp. Rồi, kỹ bộ gốc nè. Rồi 17. Tiếp theo là em sang cái loại combo nha mọi người. Thì em có 4 cái combo. Thì đầu tiên là cái combo số 19 nha. 1 nè, 1 kiến nè, 2 kiến nè, 3 kiến nè, 4 kiến nè, tím rìm, 5 kiến nè, 6 kiến nè, thêm một con kiến nguyên bản nhỏ nhỏ nữa, 7 kiến. Rồi giá 550 nha mọi người, 550 cho combo số 19 đây. Tiếp theo là sang combo số 20 nhé. À quên, combo số 18, nhầm. 19 bây giờ sang combo số 18. 1 nè. Kiến nè. 2 kiến nè. 3 kiến nè. 4 kiến nè. 5 kiến nè. 6 kiến. Giờ này thì có 2 kiến luôn, 2 3 kiến luôn. Rồi. 18 giá 550 nha mọi người. Tiếp theo là combo số 21. Combo số 20 trước nha mọi người. Combo số 20 thì gồm 3 dê nha, 3 dê khá là to đó. 1 nè, 1 dê nè. 2 dê nè. Đốt ngắn nè, còn bám nguyên vào khúc gỗ khô nè mọi người. 3 dê nè, lá nhựa thân tím nè. Rồi combo 20 này về mọi người trồng lấy 3 chậu nha, chỉ có 500 ngàn thôi, đi khỏe mạnh cứng cáp. Rồi 20 giá 500. Tiếp theo là combo số 21 mọi người. 1 cây nè, 1 kiến nè, nù mập đốt ngắn nè, 2 kiến nè, lá nhựa nè, 3 kiến nè, 4 kiến nè, 5 kiến nè. Rồi 5 kiến này giá là 700 ngàn nha mọi người. Combo này là combo số 21. Tiếp theo là em sang các dê nguyên bản nha mọi người. Và những cái dê VIP kia. Thì đầu tiên là dê nguyên bản số 22, đây là một dê đất lây nha. Lá nè, lá xếp đều mà, lá hình trái tim nè. Đó, rất là đẹp. Có cái phần ngọn gần đây nó hơi bị gập từ trong rừng nè mọi người. Tuy nhiên là về trồng thì cây nó đã cứng cáp hẳn hoi rồi, chả ảnh hưởng gì hết nữa. Nhìn từ phía dưới đây thì nó hơi mất thẩm mỹ thế thôi. Tuy nhiên là đối với cái dòng này thì mọi người về chăm nè. À, chúng ta năm sau chúng ta sẽ có được một cái dê lá xếp lá dày rất là đẹp này. Giá chỉ có 300 ngàn thôi. 22 đất lây. 23 đây là một dê gia ly nha mọi người. Lá tròn như kiểu lá mít nha. Thân nù đốt ngắn, thân tím nè. 23 giá 300 nha. Rồi sang số 24. Đây nguyên một cái mạng vỏ cây bà con người ta chặt ra đây. Số 24 nguyên bản này có giá là 400, nó gồm 2 dê nha, một dê nhỏ và một dê lớn. Đó, lá nhựa nè, rất đẹp luôn. Rồi sang tiếp theo là 25, cũng là một dê lá nhựa, rất là nghệ thuật này, trên một cái mạng vỏ cây. Đó, quá đẹp. Tiếp theo sang dê 26, giá cũng 400 luôn, đây là dê gia ly luôn nha mọi người, cũng lá nhựa luôn. Giờ này đẹp, không có gì để bàn. Rồi 26 gia ly giá 400.
Tiếp theo nha, dê số 27 nha mọi người. Đây là một dê chư Moray nguyên bản nè. Độ dài tầm cỡ 21-22 cm. Thân khá là xanh, chỉ có vài đốm tím nhỏ thôi. Đó. Xanh từ đầu tới cuối nha, vài có vài chấm đốm đốm tím thôi. Còn lại đa số là xanh nha mọi người. Này không phải xanh sạch đâu nhé, nhưng mà độ xanh thì nó cũng tầm cỡ 98-99% rồi đó. Rồi về 27 này giá 400. Tiếp theo sang về 28, đây là một về đất lây nha mọi người. Đó, và nó mọc trên một cái vỏ cây có cái cây tổ quạ nè, tổ rồng tổ quạ vậy nè. Đó, nhìn nó mướt đẹp lắm mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy đã không? Lá dài, thân nù, mập, đốt ngắn nè. Rồi, về nhìn rất nghệ thuật luôn. 28 này giá 450. Tiếp theo là sang về số 29 nha mọi người. 29 đây là một dề nguyên bản cùng hai dề lá nhựa, da ly rất là nghệ thuật đây. Đó. Lá cực kỳ dày luôn. Hai dề mọc trên khúc này. Nhìn rất là hay. Về mọi người, máy này mọi người chỉ ốp vào cái đoạn gỗ lũa hay là cái thân cây nào là thôi, nó bình thường nó phát triển thôi. 29 này da ly này giá 700. Tiếp theo là em sang dề chư Moray số 30 nha mọi người. Đây là một cái dề nguyên bản gồm hai thân tơ. Đó, một thân tơ tầm cỡ 37-38 cm, còn thân tơ tầm cỡ 40-42 cm gì đó. Bám rất là chắc chắn vào cái khúc dây leo nè. Khúc gỗ thì trong rừng là cái loại dây leo này giả hạt nó rất thích bám nha mọi người. Đó, bà con người ta chặt được nguyên bản về luôn. Hai mầm tơ thì tới cái mùa hoa thì đảm bảo có hai vòi hoa rất là sai đây cho mọi người chơi hoa. Rồi rất nhiều thân già nữa. Chắc chắn khỏe mạnh. Thân xanh. Rồi về 30 này thì có giá là 800 ngàn thôi. Tiếp theo là sang một cái dề số 31. Thì đây là một cái dề nguyên bản gồm 3 cái thân lá nhựa nha mọi người. Thân nù đốt ngắn, lá nhựa sọc trắng chày rất là mạnh này. Nguyên một cái mảng gỗ nè mọi người thấy không? Chặt được cái khúc này về cũng hơi bị khó khăn á, mà vận chuyển được trên rừng về nữa. Đó. Quá đẹp luôn. Về số 31 này giá 1 triệu nha mọi người. Đó. Về chỉ việc móc dây vào đây treo lên là trăm bình thường đó mọi người, chả phải làm gì nữa. 31 giá 1 triệu. Tiếp theo là em sang về số 32. Đây là một cái dề đất lây nha mọi người. Dề đất lây này thì độ dài nó cũng phải tầm, để em đo thôi, nó cũng phải tầm 80 cm đó mọi người. Và mọi người để ý lá nè, lá đầu gốc thì nó tròn to như kiểu lá mít vậy, gần được mít luôn. Càng về sau về dài thì lá nó xếp nè, xếp đều từ đầu tới cuối luôn. Đó, nhìn đã không? Nguyên cái bộ rễ khủng bố của nó, bà con người ta bóc ra vẫn còn dính vào cái vỏ cây nè. Mặt trước mặt sau nè. Ồ, dề này quá đẹp luôn mọi người. Rồi, giá 32 giá chỉ có 1 triệu 1 thôi. Tiếp theo là em sang dề số 33. Đây là một dề nguyên bản nha mọi người. Nguyên bản lá nhựa đốt ngắn. Và thân nó mọc khá là hay. Nó mọc kiểu dít dắt. Lá dày, cực kỳ dày luôn. Về trong cái loại này thì quá khỏe. Mà mọi người để ý nữa là cái thân nó nè, thân nó tím nè, đốm tím rất là nhiều. Đó. Chưa có dấu hiệu thắt ngọn nữa mọi người. Quá đẹp luôn. Giờ đây thì xứng đáng đẹp nhất trong lô ngày hôm nay rồi. Rồi, về số 33 giá tiền cao nhất và đẹp nhất ngày hôm nay thì giá 1 triệu 2 nha mọi người. Độ dài của nó thì rơi vào tầm cỡ 60 cm. Bám trên một cái khúc gỗ rất là chắc chắn luôn. Thân già đây, thân già thì đỏ âu à. Rồi các bác, các anh chị có nhu cầu mua dề nào hoặc hình nào thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để cho tiêu đề nhé. Ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Khách mua lần đầu nếu mà mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi, được kiểm tra hàng thoải mái. Mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Đó là đối với khách mua lần đầu, còn khách quen thì cần báo em chốt đơn là gửi đi như bình thường thôi.
Rồi xin chào mọi người, hàng nay tăng hàng đẹp thì mọi người cố gắng tranh thủ chúng ta chốt nhanh để được những cái dê yêu thích của mình nha. Rồi xin cảm ơn mọi người ạ.